Mà đã 9840 live stream đã bị lập trình chống hú ha, không bổ sung chưa kết nối với bình ắc quy. Mẫu mạch đây là mẫu mạch MD9840 đây, IC MD9840 này, công suất 150W. Cái công suất này bằng IC TB622 ha. Thì đối với IC này nó chạy còn điện bút áp này ha, nguồn bình bút áp lên để cấp cho IC. Đây nguồn xung. Cái dạng DSP lập trình chống hú ha, thì cái tiếng echo nó là rất là mềm, rất là mượt ha. Có chống hú nữa, chống hú hiệu quả cao á. Thì mình chỉnh echo ở mức thấp đó, thì nó ra tiếng gần giống như tiếng reverb luôn á. Ok ha, đây thì có hai con micro nè, một con guitar nè, one guitar nè. Này là khói livestream nè ha, livestream đầy đủ nè. Hai cổng ngõ vào line. Lay A mình để mình kết nối với điện thoại bắt Bluetooth. Lay B mình để kết nối với điện thoại để phát livestream. C mic là cái micro mà dạng bay rử. Monitor. Đây là jack tai nghe, đây one monitor. Okay. Thì đối với mẫu mạch này nó có nhiều cái hiệu ứng hay. Để mình sử dụng chức năng livestream ha, dùng chức năng livestream đây nè. Những hiệu ứng này cần thiết lắm nè. Nó vui nhộn ha, khi livestream mình sử dụng rất là nhiều này ha. Đây là bên điều khiển của phần âm thanh ha. Này có công tắc led này ha, led này đúng không, tắc power ha. Mình kết nối với điện bình bên ngoài thì ở đây là cái cổng mà sử dụng thường dành cho trên ô tô á, có cái bình thì mình kết nối ngoài nó thuận tiện ha. Lưu ý là nó không có sạc được ha, bên ngoài thì không có sạc được. Để mình cắm điện 220 để mình sử dụng điện 220, hoặc là nếu có bình thì nó là chức năng để sạc bình luôn ha. Ok, đây bên trong qua mặt này kết cấu rất là chắc chắn ha. Ok, đây là phần kết nối micro không dây này với kết mic này. Green Day 5V KC vừa kết mic. Thì đối với mạch và mic bên mình thì chỉ việc mua cắm vào thôi ha, nó đúng chân. Còn đối với mic mẫu khác á, thì mình phải kiểm tra chân cản cho nó phù hợp trước khi mình kết nối ha. Ok. Thì đối với mẫu mạch một MD9840 này nè, 150W cho phép mình sử dụng loa 3 tắc đơn, 4 tắc đơn. Còn 51 đánh ok luôn ha, cũng căng luôn. Thế còn IC mà D9840 thì cái tiếng bass nó rất là lực, rất là lực. Mỗi con IC nó có cái âm thanh riêng của nó, tiếng bass nó đánh khá hay đó, đánh lực. Thì ở đây mình có thể kết nối loa đơn, loa đôi đều được hết. Loa đôi là ba tấc, con 38 đánh một cặp đánh ok luôn ha. Thì quan trọng mình phải chọn loa nó cho nó công suất nó phù hợp, kết nối ngõ ra loa là một cỡ kháng 4 đến 8 hơn là phù hợp ha. Ok chưa, bình ắc quy kết nối vô đây nè, lưu ý cấp cho nó đúng cực, nhưng lỡ may mình nhầm thì nó vẫn bảo vệ được, có điều đó chống ngược. Còn nếu mà mình cấp bình mà điện áp cao thì tụ phải nổ ha, tụ sẽ nổ bảo vệ. Thì đối với những cái dòng mà DSP lập trình này, đa phần là có chức năng bảo vệ đầy đủ hết. Chức năng bảo vệ đầy đủ hết. Thì khi mua ba mạch này á thì mình sẽ kèm theo một cái dây nguồn 220 này, cái remote này, dây loa đầy đủ hết ha, dây loa này, dây bình này, dây micro này. Thì đối với mẫu mạch này thuận lợi tiện cho các anh em mà đóng cái thùng loa xuất tay, loa ngang á ha, loa ngang thì mình có thể đóng 2,5 tấc đôi
cũng được, nhìn lo nặng hơn chút thì đánh nó uy lực hơn. Mẫu ngang này thiết kế nó rất là thuận lợi cho lo sách tay mẫu ngang. Ok, mình video này mình chỉ giới thiệu cho các anh em về cái cách sử dụng, cách kết nối thôi. Những video sau mình sẽ test cho các anh em. Đây còn cái mình chưa giới thiệu này, phần led nháy theo nhạc. Thì mình cấp led nháy vào đây là 12V, mở ra nó 12V. Ra. Mơ gọn gàng, chắc chắn, đẹp ha. Đúng ok, lực.